Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 153. Các tiêu sư giận dữ, Ngô Bình nói, chúng tôi là tiêu cục nào liên quan gì đến anh, chẳng lẽ anh định cướp của chúng tôi sao? Người kia cười ha ha, vậy phải xem tâm trạng ông đây không tốt, nói cướp thì sẽ cướp đấy. Ngô Bình bưng chén trà uống một ngụm, vẻ mặt vẫn vô cảm. Người này áp sát, nhổ nước bọt vào chén trà của Ngô Bình, lạnh lẽo nói, ông đây hỏi anh đấy, các anh là người tiêu cục nào? Phù! Ngực người này đột nhiên bị đánh một quyền, sau đó Ngô Bình nắm tóc anh ta đi ra tới cửa, rồi một cước đá bay cả trăm mét, thi thể nặng nề rơi mạnh xuống đất ở phía xa. Đá chết đối phương, anh lại đi đến bàn đối diện, một chân đá ngã bàn, canh cơm rượu đổ đầy lên đám người, ai ai cũng chửi mắng nhảy dựng lên ra tay với Ngô Bình. Ngô Bình lao qua đá một cước, thoáng chốc, người của ba bàn đều bị anh đánh ngã dưới đất, người bị thương nhẹ nhất cũng gãy một cánh tay và một chân. Tất cả mọi người đều đứng dậy, ánh mắt kinh sợ nhìn quái vật này. Ngô Bình quét mắt nhìn bọn họ, nói, bây giờ các anh còn muốn biết tôi là của tiêu cục nào không? Không ai dám lên tiếng, thậm chí không ai dám ngẩng đầu, bọn họ chỉ nhìn xuống đất. Ngô Bình hừ lạnh, một đám phế vật, giả vờ là ông này ông kia. Còn dám gây chuyện với tôi nữa, ông đây đánh các ngươi chết hết. Anh tiếp tục quay về vị trí của mình, bảo các tiêu sư mau chóng ăn cơm. Ăn xong, anh nhìn ngựa mà đám người kia cưỡi rất khỏe mạnh, ít nhất là tốt hơn xe của bọn họ rất nhiều, vì vậy cho người cột ngựa của bọn chúng vào xe hàng mình, rồi cho mỗi người chọn một con ngựa. Người bên trong vẫn còn đang đau đớn rên rỉ, thấy ngựa mình bị lấy đi thì cũng bất lực, mãi đến khi nhóm người Ngô Bình đi xa rồi mới dám mắng mấy câu. Tên khốn nạn kia, sao phải kiếm chuyện với cái tên sát tinh này chứ? Có người tức giận nói. Rốt cuộc người này lai lịch thế nào, thực lực cũng quá kinh khủng. Các anh nói xem, có phải chính anh ta đã cướp mấy dược liệu kia không? Trong một buổi tối, anh luyện chế được 30 viên nhập bí đan. Lần luyện chế thành công cuối cùng, anh gọi một đại tiêu sư đến trước mặt, đại tiêu sư này, luyện khí cấp 10 nhiều năm, vẫn không thể đột phá được. Anh nói, dùng đan dược này, sau đó đột phá đến bí cảnh tầng 1. Đại tiêu sư này tên Mã Bảo Thắng, anh ta nhận đan dược bằng hai tay, không dám tin là thật, run giọng nói, tiêu sư Ngô, đan dược này thật sự cho tôi sao? Ngô Bình gật đầu, nền tảng anh không tệ, cộng thêm luyện khí cấp 10 đã nhiều năm, là người duy nhất phù hợp điều kiện. Nuốt xuống đi, tôi muốn xem hiểu qua thử. Mã Bảo Thắng nuốt xuống đan dược, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, cảm nhận dược lực. Mấy phút sau, một luồng năng lượng vận chuyển trong thân thể anh ta, chính là bí lực. Bí lực này lập tức trợ giúp Mã Bảo Thắng tiến vào trạng thái huyền diệu. Ngô Bình lập tức niệm chú một tràng dài bên cạnh tai anh ta, giúp anh ta tu luyện bí cảnh. Đến khi trời sáng, cuối cùng Mã Bảo Thắng cũng tìm được thần chú tương ứng với hai loại bí lực bản thân tu luyện, anh ta lập tức luyện tập cực khổ. Nhưng sau khi trời sáng, đội tiêu sư lại chạy gấp rút. Ngô Bình bèn anh ta ngồi trên xe áp hàng tu hành. Cứ như vậy chớp mắt đã 3 ngày, trong 3 ngày đó, cuối cùng Mã Bảo Thắng đã chính thức trở thành tu sĩ bí chú cảnh, trở thành nhân vật chỉ 1 trong 10 vạn người. Mà mấy ngày nay, Ngô Bình cũng tu luyện bí pháp thứ hai, ngũ hành độn địa thuật. Ngũ hành độn địa thuật này, chỉ cần dùng thì có thể trong thời gian ngắn chạy thoát được mấy trăm dặm thậm chí là hơn 1000 dặm, hơn nữa lúc chạy trốn còn có thể mang theo vật phẩm và người khác. Hôm nay, mọi người đường trên đường, bỗng nhìn thấy phía sau có mười mấy người bay trên không về phía bọn họ. Lúc này, Ngô Bình vừa mới tu luyện thành công ngũ hành độn địa thuật, anh quay đầu nhìn, lập tức vung tay, một luồng sáng vàng bao phủ cả đội tiêu sư. Giây tiếp theo, đội tiêu sư bỗng nhiên không thấy đâu, mấy phút sau, đội tiêu sư đã xuất hiện trên con đường cách đó 800 dặm. Các tiêu sư há hốc mồm, tiêu sư lớn tuổi kích động nói, độn thuật. Đây là độn thuật. Tiêu sư Ngô, anh đúng là thần mà. Ngô Bình thản nhiên nói, đối phương trong thời gian ngắn sẽ không đuổi kịp, chúng ta đi lên tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã. Ở bên kia, sau khi đám người đuổi đến nơi nhóm Ngô Bình biến mất, ai ai cũng kinh ngạc. Dẫn đầu là một tu sĩ thần thông, ông ta nhíu mày, nói, vừa nãy mới chớp vàng một cái, ánh ta đã không thấy dấu rồi, chẳng lẽ là độn thuật. Ngô Bình nhớ đến những dược liệu lúc trước thiên tướng tông cướp,
trông có vẻ như nhà họ Diệp cũng có. Dạo một vòng, anh mua mười mấy loại dược liệu rồi rời đi. Quay về nhà nghỉ, anh bảo các tiêu sư ra ngoài dạo một vòng, thám thính tình hình nhà họ Diệp. Một tiếng sau, tiêu sư chính choáng say quay về, nói đơn giản với Ngô Bình những gì nghe ngóng được. Nhà họ Diệp là thế gia luyện đan, 300 năm trước đã có một thầy luyện đan, 100 năm trước lại có một vị. Thầy luyện đan đầu tiên tuy đã qua đời, nhưng hậu sinh khảo ý, người thứ hai là một thầy luyện đan cấp 4. Thiên hạ hiện tại, đa phần thầy luyện đan là cấp 1 hoặc 2, thầy luyện đan cấp 4 rất hiếm có. Bởi vì thầy luyện đan cấp 4 có thể luyện chế được đan dược chân quý. Đây cũng là nguyên do mà nhà họ Diệp có thể đứng vững mấy trăm năm, thành lập Diệp Thành. Đan sư cấp 4 đã có thể luyện chế rất nhiều đan dược, bọn họ thường sẽ có loại đan dược đặc thù của riêng mình. Nhà họ Diệp chỉ dựa vào một đan sư cấp 4 mà kiếm được gia sản hàng trăm triệu. Ngày nay, nhà họ Diệp đã mở hơn 100 hiệu thuốc và 25 cửa hàng đan dược ở nhiều nơi. Chỉ riêng những cơ sở này có thể mang lại hàng tỷ đồng tiền linh cho nhà họ Diệp mỗi năm. Sau khi nhà họ Diệp có tài nguyên liền bắt đầu dốc sức bồi dưỡng con cháu, hiện tại nhà họ Diệp có 15 đan sư cấp 1, 5 đan sư cấp 2, 2 đan sư cấp 3. Những đan sư này đều là những cỗ máy kiếm tiền, hàng năm mang lại khối tài sản khổng lồ cho nhà họ Diệp. Sau khi nghe tình hình của nhà họ Diệp, Ngô Bình nói, xem ra ngay cả đan sư cấp 1 cũng có địa vị rất cao, hàng năm có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tiêu sư già, đúng vậy, thế giới này thiếu rất nhiều đan sư, chỉ cần là đan sư, đi tới nơi nào cũng sẽ nổi tiếng. Ngô Bình, trong thành này có đan đường không? Tiêu sư già, thành phố này quá nhỏ, không có đan đường. Ngô Bình gật đầu, ông lại đi điều tra một chút, trong tay tôi có một loại đan dược có thể giúp đột phá bí cảnh, xem giúp tôi có thể bán nó hay không. Tiêu sư già, Ngô Tiêu Đầu, cậu có bao nhiêu đan dược? Ngô Bình suy nghĩ một lúc, ông cứ nói có 5 viên cả thảy và sẽ bán cho đến khi hết. Hai mắt anh sáng lên, nói, thì ra chân phù có tác dụng thần kỳ như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay khi anh ngưng tụ ra đại thuấn sát chân phù, tiêu sư già cũng đã quay lại, ông ấy cười nói, Ngô Tiêu Đầu, tôi đã tìm được người mua, tôi hẹn gặp ông ta ở một nhà hàng. Ngô Bình gật đầu, giá khoảng bao nhiêu? Tiêu sư già duỗi ra 5 ngón tay, cười nói, đối phương nói nếu đan dược là thật, cho dù là đan phẩm kém nhất thì cũng nguyện ý trả 50.000 tiền linh. Ngô Bình, 50.000 tiền linh không nhiều. Đan dược của tôi chắc chắn phải đắt hơn thế. Tiêu sư già, Ngô Tiêu Đầu, thời gian hẹn là tối nay, vẫn còn 1 hoặc 2 giờ nữa. Ngô Bình, được, vậy đến lúc đó ông hãy đi cùng tôi. Tiêu sư già, được. Vừa lúc đến giờ cơm tối, sau khi sắp xếp bữa ăn cho các tiêu sư, Ngô Bình và tiêu sư già đi đến một nhà hàng cách đó không xa. Tầng 1 của nhà hàng vắng vẻ không có khách hàng. Ngô Bình và tiêu sư già được mời lên tầng 3 ngay khi vừa bước vào. Có 2 người đang ngồi trên tầng 3, một người tầm tuổi trung niên và một người thanh niên. Người đàn ông trung niên nhìn thấy tiêu sư già thì cười nói, hai vị, mời ngồi. Ngô Bình ngồi xuống còn tiêu sư già đứng bên cạnh anh. Người đàn ông trung niên cười nói, tôi họ Trung, nghe lão đây nói cậu có một loại đan dược có thể giúp đột phá bí cảnh. Tôi rất có hứng thú nên đã hẹn gặp cậu ở đây để xem đan dược cậu có trong tay. Ngô Bình, được thôi, có điều giá trước ông đưa ra quá thấp. Đan dược của tôi là đan thượng phẩm, chỉ có 50.000 tiền linh thì không mua được. Vừa nói, anh vừa lấy ra một cái bình ngọc đặt lên bàn. Người đàn ông trung niên hai tay cầm lấy bình ngọc, mở nắp, đổ ra một viên đan dược. Ông ta ngửi ngửi, cẩn thận quan sát một hồi rồi cười nói. Loại đan dược này tác dụng nhất định phải dùng mới biết, không biết liệu tôi có thể thử thuốc không? Ngô Bình, đương nhiên, viên đan dược đầu tiên này, tôi tính cho ông giá 100.000 tiền linh. Ngô Bình, viên đầu tiên sẽ tính 100.000 tiền linh cho ông. 4 viên còn lại sẽ trị giá 150.000 tiền linh một viên. Người đàn ông trung niên cười nói, công hiệu thần kỳ như vậy, 150.000 tiền linh cũng không đắt, không biết cậu lấy được đan dược này ở đâu. Ngô Bình, đan dược ở đâu ra là chuyện của tôi, ông không cần nghe ngóng. Người đàn ông trung niên gật đầu, vậy được, tôi không hỏi nữa. Nhưng sau này nếu tôi muốn mua những loại đan dược khác,
cậu có thể cung cấp chúng cho tôi không? Ngô Bình, hiện tại trong tay tôi chỉ có loại đan dược này, về phần sau này có thể hợp tác hay không thì còn phải xem duyên phận. Người đàn ông trung niên nói, được, 4 viên đan dược còn lại tôi muốn mua hết, tổng cộng là 700.000 tiền linh. Đây là phiếu tiền, xin mời nhận lấy. Người đàn ông trung niên vui vẻ lấy ra một tờ phiếu tiền trị giá 700.000 tiền linh đặt lên bàn. Sau khi kiểm tra phiếu tiền, Tiêu sư già cất nó đi trước. Ngô Bình lấy ra 4 viên đan dược còn lại, đặt lên bàn rồi đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Ngô Bình và Tiêu sư già rẽ vào một con hẻm. Đi được một lúc, 4 bóng người xuất hiện trước ngõ, mỗi người đều toát ra sát khí. Ngô Bình nói với Tiêu sư già, ông nhìn thấy chưa, bọn họ đã lên kế hoạch từ sớm rồi. Tiêu sư già cả giận nói, mấy kẻ này đúng là không biết giữ chữ tín. Những người đối diện không nói gì, lặng lẽ rút vũ khí ra, cùng nhau xông về phía hai người Ngô Bình. 4 người này đều là cao thủ bí cảnh tầng thứ 4 trở lên, mỗi người đều có thủ đoạn rất lợi hại. Ngô Bình sử dụng đại thuấn sát chân phù, trong con hẻm đột nhiên dâng lên một màn sương mù, ẩn phía sau là một đạo sát quang lập lòe. Sau đó, 4 cái đầu lần lượt rơi xuống đất, những kẻ này đã bị Ngô Bình chém chết khi còn chưa kịp ra tay. Ngô Bình thậm chí không thèm nhìn lại mấy cái xác mà lập tức bỏ đi cùng Tiêu sư già. Vài phút sau khi họ rời đi, người đàn ông trung niên xuất hiện trong con hẻm cùng với mấy tên tùy tùng. Ông ta liếc nhìn mấy thi thể trên mặt đất, mặt biến sắc, nghiến răng nói, đối phương là cao thủ hàng đầu. Phía sau có một người hỏi, chú hai, đối phương có phải là tu sĩ cảnh giới thần thông không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, khó nói. Nhưng thực lực của hắn ta chắc chắn phải ở tầm đó. Tiêu sư già gật đầu, đúng vậy. Sau khi hoàn thành chuyến phi tiêu này, tu vi của cậu nhất định còn cao hơn trước. Các tiêu sư khác không biết về việc Ngô Bình bán đan dược, anh cũng không định nói cho họ biết. Sau khi trở lại khách điếm, anh tiếp tục ngưng tụ ra ngũ hành độn thổ chân phù. Sáng hôm sau, Ngô Bình và đoàn xe hộ tống tiếp tục lên đường. Nhưng bọn họ vừa rời khỏi thành không bao lâu thì xung quanh đã xuất hiện hơn chục cao thủ bí cảnh. Lần này, người đàn ông trung niên họ Trung cũng xuất hiện. Người đàn ông trung niên cười nói, thì ra anh bạn lại là một tiêu đầu. Ngô Bình lạnh lùng nói, ông ngày hôm qua đã phái người định giết tôi để cướp của, giờ lại dẫn người tới đây. Ông cho rằng dùng một đống rác rưởi như vậy có thể đối phó với tôi sao? Gã đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, tôi biết cậu rất mạnh. Nhưng cậu nhìn cho rõ, trong tay tôi có một món pháp khí. Vừa nói, trong tay gã đàn ông trung niên xuất hiện một tấm gương, kích thước bằng lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Ngô Bình thở dài, vì chút đan dược mà ngay cả pháp khí cũng lôi ra rồi. Nói cho tôi biết, ông muốn gì? Vừa nói, anh vừa âm thầm kích hoạt chân phù. Sau khi tu luyện cả đêm hôm qua, anh đã tích được rất nhiều pháp lực trong chân phù, vì vậy bây giờ anh còn mạnh hơn trước. Gã đàn ông trung niên lạnh lùng nói, để người của tôi trói cậu lại, sau đó cậu đi cùng tôi đến một nơi. Chờ đến nơi, chỉ cần cậu nói ra những đan dược này xuất xứ từ đâu, chúng tôi sẽ không làm khó dễ cậu. Ông ta vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên nổi lên sương mù. Gã đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên, đang tự hỏi vì sao lại xuất hiện sương mù thì một đạo sát quang đã tới gần. Ông ta chỉ kịp xoay chiếc gương sang một bên thì đã bị Ngô Bình chém bay đầu. Chiếc gương thần trong tay ông ta bị Ngô Bình lấy đi. Những người còn lại không có pháp khí, vì vậy họ đương nhiên không phải đối thủ của anh. Trong vòng chưa đến 10 giây, tất cả mười mấy cao thủ bí cảnh ở đó đều ngã xuống trong vũng máu. Ngô Bình quay lại ngồi trên lưng ngựa, bình thản như thể anh chưa bao giờ động thủ. Tuy nhiên, hiện giờ trong tay anh có thêm chiếc gương thần. Mặc dù các tiêu đầu đã quen với điều này, nhưng họ vẫn vô cùng sốc. Ngô Bình sai người khám xét các xác chết và tìm thấy một số phiếu tiền, bùa và vũ khí tốt. Anh chỉ lấy phiếu tiền và để các tiêu sư chia nhau phần còn lại. Đoàn hộ tống tiếp tục đi về phía tây, lần này đi được hơn 100 dặm thì lại có một đám người đuổi tới muốn giết bọn họ. Sau lần độn thổ thứ hai, họ đã gần đi tới một thành phố. Thành phố này rất nổi tiếng, được gọi là Diệp Thành. Ngô Bình đã nghe danh nhà họ Diệp từ lâu. Đồng thời cũng biết nhà họ Diệp có đan sư nên lập tức đưa đoàn hộ tống đến Diệp Thành. Trước khi trời tối,
đoàn hộ tống cuối cùng cũng vào được Diệp Thành. Thành phố này lớn hơn thị trấn nhỏ trước đó gấp 10 lần, thương mại ở đây rất phát triển, có thể nhìn thấy những xe chở dược liệu được đưa vào thành phố. Đoàn hộ tống ở lại trong một gia đình giàu có. Gia đình giàu có này rất hiếu khách, gia chủ đã sai người hầu chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Đây là gia tộc họ Quý và chủ gia đình là một ông già ngoài 60 tuổi. Vào buổi tối, Ngô Bình đến dự tiệc, vị tiêu sư già và một số tiêu sư khác cũng tham dự. Con trai và cháu trai của gia chủ nhà họ Quý cũng tới. Sau ba ly rượu, Ngô Bình nói, ông Quý, tôi nghe nói gia tộc nhà họ Diệp ở Diệp Thành có rất nhiều đan sư. Ông Quý cười và nói, đương nhiên, Diệp Thành trong những ngày đầu tiên chỉ là một trang viên nhỏ. Sau đó, nhờ có gia tộc họ Diệp phát triển nên dần dần trở thành Diệp Thành hiện tại. Ngô Bình, Diệp Thành có thuộc phạm vi ảnh hưởng của Thiên Tương Tông không? Ông Quý, mặc dù nó nằm ở vùng biên giới, nhưng vẫn có thể coi là địa bàn của Thiên Tương Tông. Nhưng Diệp Thành nằm dưới sự quản lý của nhà họ Diệp, Thiên Tương Tông sẽ không can thiệp, và cũng không đủ sức để can thiệp. Ngô Bình, ồ, vậy thì tại sao tôi lại nghe nói rằng Thiên Tương Tông đã cướp dược liệu nhà họ Diệp vận chuyển? Ông Quý đáp, đây là chuyện bình thường. Nhưng nói chung, Thiên Tương Tông không dám làm điều gì quá trắng trợn. Bởi vì họ đã động đến đồ của nhà họ Diệp nhất định sẽ trả đũa. Mặc dù thực lực tổng thể của nhà họ Diệp không bằng Thiên Tương Tông, nhưng nó không phải là thế lực mà Thiên Tương Tông có thể tùy tiện bắt nạt. Thì ra là như vậy. Ông Quý, Diệp Thành này hẳn là có đan đường, bên trong có bao nhiêu loại đan dược? Ông Quý cười nói, đương nhiên là có. Trong đó có mấy trăm loại đan dược, thậm chí còn có một ít đan dược quý hiếm. Ngày mai tôi sẽ phái người dẫn cậu đi một vòng. Ngô Bình, được, vậy ngày mai tôi đi xem một chút. Lúc này, một người hầu vội vàng chạy tới, lo lắng nói, ông chủ, không ổn rồi. Tiểu thiếu gia lại luyện đan nữa, lò luyện đan dường như sắp nổ tung rồi. Ngô Bình cúi người bước vào phòng. Trong làn khói, anh nhìn thấy trong phòng chính đặt một lò luyện đan cao 2 mét, bên dưới chất đầy củi lửa, trong lò luyện đan chứa đầy dược liệu hỗn độn, trong đó có một ít đan dược. Lúc này, dược liệu trong lò luyện đan đều bốc cháy ngùn ngụt, khói mù mịt khó có thể mở mắt ra. Ngô Bình nhìn thấy cảnh này, không khỏi tức đến quặn bụng. Đây không phải luyện đan, đây đơn giản là đốt lò. Anh lập tức đi tới chỗ lò luyện đan, dùng hai tay vỗ mấy cái, sau đó dập tắt lửa, mở lò và lấy dược liệu bên trong ra. Vài phút sau, làn khói dày đặc biến mất và Ngô Bình cũng bước ra ngoài. Ông cụ Quý đi vào xem xét lò luyện đan, phát hiện lò luyện đan không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm tạ Ngô Bình, nói, người anh em, cũng may là có cậu, nếu không tên cậu tử nhà tôi đã phá hỏng lò luyện đan của tôi rồi. Ngô Bình cười nói, xin đừng khách sáo. Đúng rồi, lò luyện đan của ông là do tổ tiên truyền lại sao? Tôi cảm thấy chất lượng không tồi. Ông cụ Quý, đúng vậy, tổ tiên của tôi từng gặp một đan sư. Sau đó, đan sư cất giữ lò luyện đan ở đây nhưng vĩnh viễn không quay trở lại. Lò luyện đan này đã trở thành gia bảo của nhà họ Quý tôi. Mấy năm trước, tôi đã lên kế hoạch để bán nó, có người ra giá 1 triệu tiền linh nhưng tôi cũng không nỡ bán. Ngô Bình, quả thực trả 1 triệu tiền linh thì ít quá, lò luyện đan này chỉ ít phải 2 triệu tiền linh. Ông cụ Quý cười nói, sau này tôi cũng nghĩ thông, vậy thà rằng không bán giữ nó lại coi như gia bảo. Cậu thiếu niên mặt mày đen nhẻm đi tới, nói, ông nội, cháu muốn trở thành đan sư. Ông cụ Quý nói bằng giọng khinh bỉ, mày mà cũng muốn làm đan sư. Sau này tha cho ông mày đi, còn dám làm loạn nữa, ông đánh gãy chân. Cậu thiếu niên không phục, nói, để trở thành một đan sư, cháu cần phải luyện tập. Ngô Bình nói, luyện đan nhất định phải có kỷ luật, ngẫu nhiên luyện chế rất dễ giết người. Vừa rồi lò luyện đan rất nguy hiểm, nếu không có tôi ở đây thì nhất định nó sẽ nổ tung. Thiếu niên liếc nhìn Ngô Bình, hỏi, anh là ai? Hỗn xược, ông cụ Quý tiến lên đá cho cậu ta một cước, đây là khách quý của nhà ta. Cậu bé khịt mũi, ông nội, dù sao cháu cũng phải trở thành luyện đan sư. Ngô Bình cười và nói, cậu muốn học luyện đan sao? Tôi có thể dạy cậu một số điều cơ bản. Anh đặt một số loại dược liệu vào đó, hai tay thực hiện nhiều loại đan quyết huyền diệu. Nhìn thấy kỹ thuật của Ngô Bình, cậu bé trợn tròn mắt và reo lên, anh thực sự là một đan sư.
Hóa ra cậu ta đã tận mắt nhìn thấy đan sư của nhà họ Diệp luyện đan. Họ cũng sử dụng một kỹ thuật tương tự, nhưng nó kém tao nhã và nhịp nhàng hơn nhiều so với kỹ thuật của Ngô Bình. Ngô Bình cho từng loại dược liệu vào lò rồi điều khiển ngọn lửa. Hai tay anh kết thành ấn, cũng không biết dùng cách gì mà ngọn lửa dưới đáy lò đột nhiên hóa thành hình hoa sen, chia làm ba tầng. Không đến 30 phút, Ngô Bình dùng lòng bàn tay đập vào lò luyện đan. Lập tức, một luồng đan khí ba màu bay ra, anh liền nắm lấy trong tay, hai tay kết ấn và ngưng tụ đan khí thành bốn viên đan dược. Đan dược này to bằng hạt đậu, tỏa ra mùi dược liệu nhàn nhạt. Lúc này, người nhà họ Quý đều sững người, cậu thiếu niên kia thì kích động đến quỳ trên mặt đất cầu xin, trình độ luyện đan của anh quá đỉnh, xin hãy dạy em thành đan sư với. Ngô Bình đưa một viên đan dược cho cậu thiếu niên, cười nói, loại đan dược này có thể rèn luyện thân thể và cường hóa tinh thần, hãy cầm lấy. Sau khi uống đan dược, cậu thiếu niên cảm thấy một năng lượng bí ẩn lưu thông trong cơ thể, giúp ích rất nhiều cho cơ thể và tinh thần của cậu ta. Cậu ta mừng rỡ nhảy cẫng lên, kích động nói, đan dược quá tốt. Ông cụ Quý vội vàng hành lễ với Ngô Bình, Ngô đan sư, trước đây tôi không biết cậu là một đan sư, vì vậy tôi đã sơ suất, xin hãy tha thứ cho tôi. Ngô Bình cười nói, ông Quý không cần nói như vậy, tôi sẽ ở lại Diệp Thành mấy ngày, hy vọng có thể mượn cái lò luyện đan này. Ông cụ Quý cười nói, trong thời gian tiên sinh ở lại đây, xin cứ dùng lò luyện này tùy ý, dùng bao lâu cũng được. Ông ấy quá hiểu giá trị của một đan sư, việc cho Ngô Bình sử dụng lò luyện đan của ông ấy chắc chắn sẽ có lợi. Đêm đó, Ngô Bình đã dạy cậu thiếu niên một số điều cơ bản về luyện đan. Cậu bé đã học rất chăm chỉ và ghi lại từng thứ một. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đưa theo mấy tiêu sư ra ngoài mua dược liệu. Tuy nhiên, trước khi đi mua dược liệu, anh đã đến đan đường của nhà họ Diệp ở Diệp Thành để xem họ luyện chế các loại đan dược nào. Tiên dược của đại ngũ hành giới được chia thành các cấp từ 1 đến 10 theo tác dụng của chúng. Một đan sư muốn trở thành đan sư cấp 3 thì ít nhất phải luyện chế được 3 loại đan dược. Ngoài ra, ngoại trừ phẩm cấp, đan dược còn có chất lượng không giống nhau, chia làm 9 loại, hạ phẩm, hạ phẩm, trung hạ phẩm, trung thượng phẩm, thượng phẩm, thượng thượng phẩm, cực phẩm và tuyệt phẩm. Nhìn thấy hạ phẩm luyện hình đan cấp 2 đã bán hơn 10.000 tiền linh. Anh lập tức biết mình đã bán nhập bí đan với giá quá rẻ. Anh hỏi, đan dược nào đắt nhất ở đây? Tiểu nhị hai mắt sáng như đèn pha, nói, nơi này có bí lực đan giúp người sử dụng cảm nhận được bí lực, còn có đại bí đan trợ giúp người sử dụng đột phá bí cảnh. Ngô Bình nhìn vào cái gọi là bí lực đan, đó là một viên đan dược cấp 4 hạ phẩm. Anh quan sát đan dược, trong viên đan này ẩn chứa một loại bí lực, đại khái là dựa vào bí lực này để cảm ứng được bí lực. Viên đan này có giá 180.000 tiền linh. Viên đan còn lại cũng kém xa so với đan dược của anh, tác dụng của nó không bằng 1/10 đan dược do anh luyện chế. Nhưng chỉ một viên đan dược như vậy mà giá cao tới 300.000 tiền linh. Dựa theo tiêu chuẩn nơi này, nhập bí đan của anh ít nhất là đan dược cấp 5, hơn nữa còn là thượng phẩm. Đó là anh còn không có lò luyện đan tử tế để luyện chế, nếu như có lò luyện đan, hiệu quả so với nhập bí đan hiện tại còn tốt hơn nhiều. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói tôi muốn cả hai viên. Sau khi tiêu hết 480.000 tiền linh, Ngô Bình cầm hai viên đan rồi rời đi. Ngay khi ra ngoài, anh nuốt đan và phân tích dược lực của nó. Chờ khi Ngô Bình đến hiệu thuốc rồi thì đã phân tích hai loại đan dược đâu ra đấy. Đến nơi, anh bắt đầu mua dược liệu, sau đó chuẩn bị đi về để luyện đại bí đan và bí lực đan. Hai loại đan dược này cần hơn 50 loại dược liệu, anh đã mua đủ cho 10 lò. Cuối cùng đi thanh toán thì cũng mới hết gần 400.000 tiền linh. Số tiền này còn chưa bằng tiền anh mua đan dược. Xem ra ở bất kỳ đâu, đan dược cũng là ngành cá kiếm nhất, Ngô Bình lẩm bẩm. Các tiêu sư vác dược liệu về nhà họ Quý, ông cụ Quý đã bày xong tiệc từ lâu, sau đó đã tiếp đãi bọn họ hơn hôm qua rất nhiều. Anh uống một viên rồi cảm nhận dược lực. Một lát sau, anh đoán ít nó cũng là đan dược cấp 4 thượng phẩm. Cậu thiếu niên sáng mắt lên hỏi, tiên sinh, anh thành công rồi ạ? Ngô Bình gật đầu, cấp 4 thượng phẩm. Cậu thiếu niên hít vào một hơi lạnh, cấp 4, còn cực phẩm. Cậu thiếu niên này tên là Thanh Quan, Ngô Bình cười nói, Thanh Quan,
sao mà cậu ngạc nhiên thế? Thanh quan hào hứng nói, tiên sinh, anh có biết đan dược mà thầy luyện đan giỏi nhất của nhà họ Diệp luyện chế ra ở cấp nào không? Ngô Bình, không. Thanh quan, tôi nghe nói đan dược mà chủ nhà ấy tâm đắc nhất cũng chỉ là cấp 4 hạ phẩm thôi. Viên đan dược tốt nhất mà ông ta luyện chế cũng chỉ là thượng phẩm. Điều này có nghĩa là trình luyện đan của tiên sinh đã hơn gia chủ nhà họ Diệp rồi. Ngô Bình cười nói, tại sao lại so tôi với ông ta? Ông ta chỉ là một thầy luyện đan cấp 4, hơn nữa còn khó mà tiến bộ tiếp được. Nghe thấy thế, thanh quan ngẩn ra rồi nói, thế tiên sinh định làm thầy luyện đan cấp mấy? Ngô Bình, đương nhiên là người giỏi nhất trong thiên hạ rồi. Thanh quan chấn động nói, tiên sinh giỏi quá. Ngô Bình, cậu hãy về nghiền ngẫm những kiến thức tôi vừa dạy, giờ đi nghỉ đi. Vâng, thanh quan khom người rồi lui ra ngoài. Thanh quan vừa rời khỏi rừng trúc đã bị quản gia gọi tới, tiểu thiếu gia, lão gia gọi cậu đấy. Thanh quan đến viện của ông cụ quý, ông ấy vội vàng hỏi, thanh quan, tiên sinh luyện đan chưa? Thanh quan gật đầu, sau đó đầy kính nể nói, ông ơi, trình luyện đan của tiên sinh khéo còn hơn gia chủ nhà họ Diệp. Ông cụ quý chấn động nói, thanh quan, chuyện này con không được nói với người ngoài, đến bố con cũng không được kể, chúng ta phải giữ bí mật cho tiên sinh. Thanh quan cảm thấy hơi lạ nên hỏi, ông ơi, tại sao không được kể cho người khác ạ, đây là chuyện vui mà. Vâng, thanh quan gật đầu thật mạnh. Thanh quan đi rồi, ông cụ quý gọi quản gia tới rồi hỏi, trong nhà giờ còn bao nhiêu tiền? Quản gia, lão gia, không tính ruộng điền cùng nhà cửa thì mình còn hơn 5 triệu tiền linh. Ông cụ quý gật đầu, ông hãy rút 4 triệu đi mua linh dược, hôm nay đi luôn. Quản gia ngẩn ra, lão gia. Tại sao lại mua linh dược ạ? Ông cụ quý cười nói, ông không cần biết, đi đi. Quản gia là người rất trung thành nên không hỏi thêm nữa mà lên ngựa đi lấy tiền rồi chạy đi mua linh dược ngay. Lúc này, Ngô Bình vừa hoàn thành xong lò bí lực đan thứ tư. Lần này, bí văn đã hoàn thiện hơn, dược lực cũng hơn một bậc. Khi mở lò, có 6 tia sáng bay ra, Ngô Bình bắt lấy rồi ngưng tụ chúng thành 6 viên đan dược. Nhìn đan dược trong tay, anh mỉm cười nói, cấp 4 cực phẩm, tốt lắm. Sau đó, anh lại luyện chế thêm một lò nữa. Lần này, anh đã khắc 3 loại bí văn lên đan dược. Điều này có nghĩa là uống nó vào, người uống có thể hấp thu 3 loại bí lực. Thành phẩm là 5 viên đan dược, anh quan sát một lát rồi cười nói, cấp 5 thượng phẩm. Ngô Bình luyện chế một lèo 5 lò, anh bắt đầu thấy mệt nên chuẩn bị ngồi nghỉ. Một tiêu sư chờ bên ngoài nhìn thấy Ngô Bình đi ra thì vội chạy lại nói, tiêu đầu, tổng tiêu đầu gửi thư đến. Ở thế giới này có một món pháp khí có thể vận chuyển thư xuyên không gian, nhanh chóng gửi cho người nhận. Người bình thường không thể sử dụng pháp khí này được, nhưng tiêu cục uy hổ thì có một cái chuyên dùng để truyền tin. Ngô Bình cầm lấy phong thư rồi mở ra thì thấy có đến 6 trang. Đại ý là tiêu cục vẫn bình thường. Gần đây mới nhận 2 chuyến hàng lớn và kiếm được khá nhiều tiền. Sau đó đến lời cảm ơn Ngô Bình, đồng thời hỏi anh tình hình ở bên này. Ngô Bình có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng nhớ nhung của Hàn Tuyết Kỳ qua bức thư này. Đọc xong, anh quay lại phòng viết thư hồi âm, kể lại tình hình ở đây cùng những lời hỏi Hàn quan tâm. Nửa tiếng sau, lò đan dược đầu tiên đã xong. Lò này toàn phế đan, Ngô Bình tiếp thu kinh nghiệm rồi tiếp tục luyện lò thứ 2. Lò này cho ra 4 viên nhập bí đan cấp 5 thượng phẩm. Có kinh nghiệm của 2 lần trước rồi, Ngô Bình đã đạt thành công lớn ở lò thứ 3, thành phẩm là 5 viên đan dược cấp 6 thượng phẩm. Anh định luyện chế tiếp lò thứ 4 thì trời đã sáng, anh gọi ông cụ quý tới để nghe về chuyện tiêu thụ đan dược. Thấy Ngô Bình định bán đan dược, ông cụ quý nói, tiên sinh, đây là địa bàn của nhà họ Diệp, nếu muốn bán đan dược thì tốt nhất là đến nơi khác. Cách đây gần 1.000 dặm có một thành tên là Đại Vũ, anh họ của tôi làm kinh doanh ở đó. Mỗi năm đều bán đấu giá rất nhiều món đồ. Nếu đan dược của cậu có thể mang đến đó đấu giá thì chắc chắn sẽ được giá cao hơn. Ngô Bình gật đầu, đến lúc đó, phải nhờ anh họ của ông rồi. Ông cụ quý cười nói, nếu tiên sinh tin tưởng tôi thì tôi sẽ cho người mang đan dược đến đó cho anh họ tôi bán đấu giá. Ngô Bình, đương nhiên là tôi tin ông rồi. Vì thế,
anh đã lấy 5 viên bí lực đan cấp 4 thượng phẩm cùng 4 viên nhập bí đan cấp 5 thượng phẩm ra đưa cho ông cụ quý rồi nói, đấu giá hoai loại này trước. Sau đó, anh nói cho ông cụ quý biết công dụng cùng cấp bậc của đan dược. Nghe xong, ông cụ quý vô cùng kinh ngạc, tài luyện đan của tiên sinh đã hơn vị kia của nhà họ Diệp rồi. Ngô Bình, bán đấu giá 9 viên này xong, tôi sẽ xem xét việc hợp tác với anh họ ông. Ông cụ quý cười nói, được, tôi sẽ cho người đi ngay. Xong xuôi, Ngô Bình lại đến hiệu thuốc để mua thêm dược liệu. Lúc về, anh thấy trong phòng luyện đan đã có thêm không ít dược liệu, có mấy loại anh vừa đi mua nhưng không có. Anh hỏi Thanh Quan, các dược liệu này ở đâu ra thế? Thanh Quan, tiên sinh, là ông nội tôi sai người đi mua ở bên ngoài đấy ạ, họ vừa mang về xong. Đây là dược liệu cho tôi luyện tập. Ngô Bình cười nói, xem ra ông cậu rất hy vọng vào cậu đấy. Được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy cậu luyện đan. Sau đó, anh chọn ra 7 loại dược liệu trong số này rồi bắt đầu dạy Thanh Quan luyện chế đan dược cơ bản nhất. Thanh Quan không quá thông minh, nhưng cũng không đến nỗi rốt. Ngô Bình dạy cậu ta rất tỉ mỉ. Sau khi thử luyện chế 2 lò đan dược, đến là thứ 3, cậu ta đã luyện chế ra được 2 viên đan dược. 2 viên đan dược một to một nhỏ, hơn nữa còn là cấp bất nhập phẩm. Tuy thế nhưng với một người mới học như Thanh Quan thì cũng là điều đáng mừng rồi. Tiếp đó, Thanh Quan đã tập trung luyện chế loại đan dược này, từ đó đã học thêm được mấy loại thủ pháp để hoàn thiện các chi tiết nhỏ. Ngô Bình cũng bắt đầu luyện chế lò nhập bí đan thứ 4. Lần này, anh đã luyện chế được 5 viên cấp 5 cực phẩm. Lò thứ 5 sau đó thì cũng như vậy. Anh vừa dạy Thanh Quan vừa luyện đan nên không biết trời đã tối từ bao giờ. Ăn tối xong, ông cụ quý vui vẻ đến tìm Ngô Bình, tiên sinh, buổi đấu giá rất thành công, cả 9 viên đan dược đều bán hết pheo. Ngô Bình hỏi, giá thế nào? Ông cụ quý, 5 viên bí lực đan là 3.716.000 tiền linh. 4 viên nhập bí đan được 5.800.000, tổng cộng là gần chục triệu, trừ các chi phí cho anh họ tôi đi thì còn dư 8 triệu. Nói rồi, ông ấy đưa một xấp tiền cho Ngô Bình. Loáng cái đã kiếm được 8 triệu, Ngô Bình vui mừng nói, được lắm, sau này tôi sẽ đến thành Đại Vũ. Thanh Quan chạy tới rồi hào hứng nói, ông ơi, hôm nay con đã luyện thành mấy lò đan dược, nói rồi, cậu ta đưa đan dược ra cho ông cụ quý xem. Ông cụ quý cười đến không khép miệng được, tốt, Thanh Quan giỏi lắm. Sau này, chắc chắn cháu sẽ thành thầy luyện đan. Tối đó, Ngô Bình lại luyện chế thêm 3 lò bí lực đan và 3 lò nhập bí đan. Anh định trước khi trời sáng, anh độn thổ đến thành Đại Vũ. Nhưng ngay khi Ngô Bình chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài cổng nhà họ quý chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, quản gia nhà họ vội vàng ra mở cửa, ngay sau đó đã có một tốp người xông vào. Chủ nhà này đâu, ra đây nói chuyện, người đi đầu cất giọng ngông nghênh. Ông cụ quý bị tỉnh giấc, sau đó dẫn người ra xem có chuyện gì. Khi ông ấy nhìn thấy người đến mặc đồ có ký hiệu của nhà họ Diệp thì lập tức chắp tay nói, các vị đêm khuya đến thăm, không biết có gì chỉ dạy. Người đi đầu trông rất to con, gã hỏi ông cụ quý, có người ở gần đây bảo có mùi đan dược tỏa ra ở trong nhà ông, nói mau, có phải ông ăn trộm đan dược của nhà họ Diệp không? Mấy ngày qua, nhà họ Diệp đã luyện chế khá nhiều đan dược nên mùi thơm đã bay xa, khiến người ở bên ngoài ngửi thấy. Có người xấu tính đã mách lẻo với nhà họ Diệp nên mới có chuyện này. Diệp Thành là địa bàn của nhà họ Diệp, nhà họ bàn bạc xong thì nghĩ đã có người ăn trộm đan dược nhà mình, đã thế còn luyện ra mùi thơm hơn, vì thế họ mới đến nhà họ Quý ngay trong đêm để điều tra. Ông cụ Quý xua tay nói, cả nhà tôi đều ăn ở thật thà thì sao dám ăn trộm đan dược. Thật ra là cháu tôi từng học luyện đan ở nhà họ Diệp nên đang thử luyện đan ở nhà, nó đã làm hỏng không biết bao nhiêu dược liệu rồi. Hai, không ngờ vì thế mà khiến nhà họ Diệp hiểu lầm. Người kia hỏi, nhà ông có người học luyện đan ở nhà họ Diệp ư? Vâng, ông cụ quý đáp. Người kia có vẻ không tin lắm nên nói, dẫn tôi đi xem. Ông cụ quý gọi Thanh Quan tới, sau đó dẫn họ tới phòng luyện đan. Lúc này, Ngô Bình đã về phòng nghỉ ngơi, chứ không ở đây. Người nhà họ quý thấy thế thì tiến lên, kết quả cũng không khá hơn là bao, đã thế còn có 3 người bị giết. Các người quá đáng rồi đấy, Thanh Quan nổi giận rồi bước lên cãi lý,
nhưng đã bị một người giơ đao kề lên cổ. Ông cụ Quý chạy lên cản thì bị đâm một đao vào bụng. Ông ơi, thanh quan hét lên. Tiếng động ở đây đã làm kinh động tới Ngô Bình. Anh vừa đến thì đã thấy ông cụ Quý nằm trong vũng máu, thanh quan thì ôm ông mình rồi khóc nức nở. Anh sầm mặt xuống rồi tiến lên kiểm tra vết thương, nhưng ông cụ Quý đã bị thương nặng, không thể cứu được nữa. Ông cụ Quý nắm chặt lấy tay Ngô Bình rồi nói, tiên sinh, nhờ cậu dẫn con và cháu tôi rời khỏi đây, sau đó đến thành Đại Vũ tìm anh họ tôi. Ngô Bình gật đầu, ông yên tâm, tôi sẽ làm. Ông cụ Quý thở dài rồi nhắm mắt. Bố của thanh quan cũng đã đến, sau đó lập tức đòi liều mạng với nhóm người kia, nhưng đã bị Ngô Bình cản lại, anh nói, ông trông thanh quan đi, để tôi xử lý họ. Anh bước lên trước, người kia trừng mắt lườm anh rồi hỏi, cậu là ai? Ngô Bình thờ ơ đáp, tôi là người qua đường nên xin ở lại. Người kia hừ lạnh nói, bớt lo luyện bao đồng, biến đi. Ngô Bình, các người đang tự sát đấy. Tên kia nổi giận, cậu nói gì? Cậu tưởng mình là cái thá gì hả, giết nó. Nhà họ Diệp luôn rất ngông, họ lập tức xách đao lên. Nhưng Ngô Bình chỉ lách người vài cái, họ đã trúng đòn rồi ngã xuống, ai cũng bị thương nặng, chưa kịp hiểu gì thì đã mất mạng. Chỉ còn tên đi đầu vẫn sống, nhưng khắp các lỗ đều chảy máu. Ngô Bình xách cổ gã lên rồi nói, nhà họ Diệp đúng là vô pháp vô thiên, người nhà họ Quý không thể chết vô cớ vậy được. Tôi muốn hỏi chủ nhà họ Diệp xem ông ta dạy dỗ kẻ dưới thế nào. Ra khỏi cửa là anh xách cổ người kia bay vút lên cao, sau đó tiến về phía nhà họ Diệp. Anh chỉ đi ngang qua đây, chứ không muốn có xung đột với ai, thậm chí dù anh bán đan dược cũng định tới thành Đại Vũ. Đó là một người đàn ông trung niên với khí tức rất mạnh, một cường giả tầng thứ 9 bí cảnh. Ông ta có dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh băng nhìn Ngô Bình, tiểu tử. Cậu là ai mà ám đến nhà họ Diệp tôi hò hét vậy hả? Ngô Bình đá tên nằm dưới đất một cái rồi nói, nhà các người vô pháp vô thiên, tùy tiện giết người cướp của. Bạn tôi là ông cụ Quý đã bị tên này giết hại, đã thế gã còn đòi cướp lò luyện đan mà tổ tiên nhà ông ấy để lại. Tôi đến hỏi xem nhà các ông dạy dỗ hạ nhân thế nào. Người đàn ông trung niên cau mày, nhà tôi làm gì không cần người khác dạy. Giết có mấy người thôi mà. Gì mà làm quá lên thế? Ngô Bình, ý của ông là nhà ông quyền to thế mạnh nên muốn làm gì thì làm hả? Người đàn ông, thế giới này là vậy đó, nắm đấm quyết định mọi thứ. Ngô Bình, nếu ông đã nói vậy thì hôm nay tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ. Người đàn ông sững sờ rồi bật cười nói, cậu định làm gì chúng tôi với chút tu vi ít ỏi ấy? Quỳnh, Ngô Bình tung người lên cao rồi lấy một mặt gương ra. Chiếc gương này chính là pháp khí mà anh cướp được từ kẻ địch, người đó chưa kịp dùng thì đã bị anh giết. Anh truyền pháp lực vào, chiếc gương lập tức chiếu sáng xuống người đàn ông. Ông ta không ngờ Ngô Bình lại có pháp khí nên không kịp né, đành dùng toàn lực để ngưng tụ thành một tấm lá chắn che trước người. Gương chiếu sáng xuống tấm lá chắn rồi đập thủng nó, sau đó đánh trúng người đàn ông. Ông ta hét lên đau đớn rồi hóa đá rồi vỡ tan tành. Đây là lần đầu Ngô Bình dùng chiếc gương này, anh cũng không ngờ nó có khả năng hóa đá kẻ thù. Cái gì, thấy người đàn ông đã bị giết, những người khác đều hốt hoảng rồi hô lên. Ngô Bình chiếu gương khắp xung quanh, nó chiếu xuống ai là người đó hóa đá rồi vỡ tan. Loáng cái, các cao thủ của nhà họ Diệp đã chết như ngả dạ, có người gầm lên, dừng tay. 10 phù quang bay từ xa tới, sau đó kết thành một đại trận trên không rồi nổ tung. Hóa thành một tấm lưới lửa ụp xuống người Ngô Bình. Người ra tay là cường giả ở tầng thứ 10 bí cảnh, vừa tấn công đã tung sát chiêu. Ngô Bình lạnh lùng quan sát, xung quanh chợt có sương mù xuất hiện, sau đó anh đã biết mất. Diệp Thành Quân ngẩn ra ở trên cao, không biết Ngô Bình đã đi đâu. Trong lúc ông ta đang nghi hoặc thì chợt thấy phần cổ trống trải, sau đó ông ta đã nhìn thấy lưng mình, tầm nhìn cũng kéo gần với cơ thể. Một cái đầu rơi từ trên cao xuống, sau đó đến thi thể của Diệp Thành Quân rơi theo. Tận khi chết rồi, ông ta cũng không rõ vì sao mình chết. Phải biết rằng ông ta đã là cường giả tầng thứ 10 bí cảnh, nắm giữ rất nhiều tài năng mà vẫn không có cơ hội thi triển khi đối diện với Ngô Bình. Các quả cầu lửa liên tục rơi xuống, khiến cả viện chìm trong biển lửa. Còn Ngô Bình không biết đã đi đâu.
Anh phóng thần niệm ra để lục tìm đồ của nhà họ Diệp, nếu anh đã ra ta thì phải luyện triệt để, vơ vét sạch nhà họ, khiến họ không thể trở mình được nữa. Cuối cùng, anh đã tìm thấy một lò luyện đan chất lượng khá tốt trong một phòng luyện đan, ít cũng tốt hơn lò luyện của nhà họ Quý, vì nó thuộc cấp thượng phẩm rồi. Anh còn tìm thấy rất nhiều linh dược quý trong kho thuốc của nhà họ Diệp, anh lấy mấy cái túi lớn rồi nhét hết dược rượu vào, sau đó khiêng cả lò luyện đi cùng. Sau khi mang các thứ về nhà họ Quý, anh quay lại nhà họ Diệp để bắt mấy quản gia nhà họ, gặng hỏi nơi cất tiền, sau đó đi làm thêm quả nữa. Tiện thể, anh còn đập vỡ hết các lò luyện đan còn lại của nhà họ Diệp. Khi mặt trời lên cao, nhà họ Diệp đã cháy lớn, tất cả vật quý cũng tiêu tan. Đương nhiên, Ngô Bình cũng đã lấy đi không ít đồ. Người nhà họ Diệp gào khóc, nhưng không thể cứu vãn được gì, đành nhìn cả gia tộc bị chôn vùi. Trả thù cho ông cụ Quý xong, người nhà họ Lý đã mang theo của cải rồi cùng Ngô Bình đến thành Đại Vũ. Sau khi rời khỏi thành, Ngô Bình đã thi triển thuật độn thổ, bọn họ nhanh chóng tới gần thành Đại Vũ rồi đi vào trong thành. Bố con Thanh Quan đã tới tìm anh họ của ông cụ Quý, người đó cũng khá có thế lực ở thành này nên đã nhanh chóng thu xếp chỗ ở cho họ và ngỏ ý sẽ chăm sóc cho họ. Anh họ của ông cụ Quý trông không già lắm, thoạt nhìn chỉ khoảng 50 tuổi, ông ấy để đầu trọc, mặc đồ màu đen, gương mặt khá uy nghiêm. Người này họ Phùng, tên là Phùng Tuấn Bảo. Phùng Tuấn Bảo thu xếp cho người nhà họ Quý xong thì chuẩn bị một căn nhà để nhóm của Ngô Bình ở. Sau đó, ông ấy đã mời anh đến nhà mình rồi nhiệt tình tiếp đón, không ngờ em họ của tôi lại bị người ta giết như vậy, may mà có tiên sinh đã ra tay trả thù giúp. Ngô Bình, tôi đang có 6 viên bí lực đan cấp 4 cực phẩm và 5 viên nhập bí đan cấp 6 thượng thượng phẩm. Phùng Tuấn Bảo kích động tới mức toàn thân run rẩy, đan dược cấp 4 cực phẩm và cấp 6 thượng thượng phẩm ư. Trời ơi, tiên sinh là thầy luyện đan cấp 6 ạ. Ngô Bình cười nói, tôi chưa đi kiểm tra cấp bậc thân phận thầy luyện đan, nhưng đúng là tôi có thể luyện chế được đan dược cấp 6. Phùng Tuấn Bảo hít sâu một hơi, tiên sinh, tôi sẽ chuẩn bị đấu giá ngay. Tiên sinh tạm thời cứ ở lại đây, có gì cần thì cứ sai người đến gọi tôi là được. Ngô Bình gật đầu, khi đến đây, tôi nhìn thấy thành này cũng có đan đường và hiệu thuốc, mấy hôm tới tôi muốn đi tham quan, tiện thể luyện chế thêm mấy lò đan dược. Anh đã lấy được khá nhiều linh dược và lò luyện đan của nhà họ Diệp, vừa hay có thể luyện chế mấy loại đan dược mới. Phùng Tuấn Bảo nghe xong thì vội nói, tiên sinh, vừa hay tôi đang có mấy phương thức luyện đan, không biết tiên sinh có hứng thú không? Ngô Bình cười hỏi, thế à, đưa tôi xem nào. Phùng Tuấn Bảo, tiên sinh chờ một lát, tôi sẽ đi lấy ngay. Đây là các phương thức luyện đan mà Phùng Tuấn Bảo thu thập được và luôn coi như bảo bối, chưa từng nói cho ai biết hay cho ai xem. Nhưng Ngô Bình không phải người bình thường, anh là một thầy luyện đan cực giỏi nên đã đủ tư cách được ông ấy chia sẻ. Loáng cái, Phùng Tuấn Bảo đã mang 4 phương thức luyện đan đến rồi đưa cho Ngô Bình bằng 2 tay. Ngô Bình đọc lướt nhanh qua rồi khẽ sưng sờ. 4 phương thức luyện đan này có 2 cái là đan dược cấp 7, một loại là đan dược cấp 8, cuối cùng là một đan dược cấp 9. Điều này có nghĩa là chỉ thầy luyện đan cấp 7 trở lên mới có thể luyện chế được các loại đan dược này. Phùng Tuấn Bảo nhìn vẻ mặt của Ngô Bình, thấy anh không có thái độ gì thì không nhịn được hỏi, tiên sinh, các phương thức này thế nào? Ngô Bình không trả lời, mà hỏi ngược lại, ông đã gặp thầy luyện đan cấp 7 bao giờ chưa? Phùng Tuấn Bảo cười ngưỡng lắc đầu, thầy luyện đan cấp 7 quá cao quý nên sao tôi gặp được. Nhưng tôi biết Hoàng Triều Bách Nạp ở phía Tây có một thầy luyện đan cấp 7, người này rất được coi trọng, đến Hoàng đế còn phải nể mặt phần nào. Ngô Bình, trong các phương thức ông đưa cho tôi, đan dược thấp nhất đã là cấp 7 nên hơi khó luyện chế. Phùng Tuấn Bảo đầy vẻ mong chờ, tiên sinh có làm được không ạ? Ngô Bình, bảo người mang dược liệu đến cho tôi. Sau đó thì đừng cho ai tới quấy rầy. Phùng Tuấn Bảo cười nói, vâng, tôi sẽ sai người mang dược liệu đến ngay. Một lát sau, Phùng Tuấn Bảo đã đi ngay. Nửa tiếng sau, ông ấy đã đích thân mang dược liệu tới. Tiễn Phùng Tuấn Bảo đi rồi, Ngô Bình đi tới một căn phòng yên tĩnh. Anh lấy lò luyện đan lấy được của nhà họ Diệp ra rồi bắt đầu rửa lò và làm ấm, chuẩn bị luyện chế một loại đan dược cấp 7. Nhà Phùng Tuấn Bảo giàu thế này mà mất 10 năm mới thu thập đủ dược liệu, chứng tỏ đan dược này rất quý.
Ngô Bình không muốn lãng phí dược liệu nên trước khi luyện đan, anh đã nghiên cứu rất kỹ, đan dược này có tên là bí thai đan. Nó là bước chuẩn bị để ngưng tụ bí thai cho tầng thứ 7 bí anh của bí cảnh. Nếu ngưng tụ bí anh thành công thì có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh của vũ trụ chính, từ đó trở thành một đại cao thủ thật sự. Nhưng bí thai cực khó tu luyện. Từ xưa đến nay, trong gần 400 tu sĩ tầng thứ 7 của bí cảnh, chỉ có một người có thể kết thành bí thai. Vì thế cảnh giới bí thai là niềm ao ước của tất cả tu sĩ tầng thứ 7 bí cảnh. Trong khi đó, bí thai đan có thể gia tăng tỷ lệ thành công cho quá trình này. Tu sĩ bình thường chỉ có 1/400% tỷ lệ thành công, nhưng uống bí thai đan vào rồi thì tỷ lệ thành công sẽ được nâng lên là 1/10%. Dù Ngô Bình chưa tu luyện đến cảnh giới bí thai, nhưng anh đã có hiểu biết rất rõ về cảnh giới này. Sau 2-3 tiếng suy ngẫm, anh mới bắt đầu luyện chế lò đầu tiên. Rất nhanh, anh đã hoàn thành xong lò đầu. Tuy thành công, nhưng thành phẩm chưa được như ý, chỉ có 3 viên đan dược cấp 7 trung phẩm. Anh suy nghĩ thêm rồi điều chỉnh lại tỷ lệ của dược liệu, tăng thêm 2 trình tự. Kết quả là thành phẩm của lò thứ 2 là 4 viên cấp 7 thượng phẩm. Anh biết rõ vì mình chưa đến tầng thứ 7 bí cảnh nên không thể luyện chế đan dược này quá hoàn hảo được, cùng lắm chỉ đạt đến cấp thượng phẩm thôi, chứ tuyệt phẩm hay cực phẩm là điều không thể. Quả nhiên, lò thứ 3 đã cho ra 4 viên đan dược thượng phẩm. Luyện xong lò thứ 3, Ngô Bình thấy đã đến sáng hôm sau, anh mở cửa đi ra rồi sai người đi gọi Phùng Tuấn Bảo. Phùng Tuấn Bảo đang sốt sắng chờ ở nhà, thấy có tiêu sư đến gọi thì lập tức đến gặp Ngô Bình ngay. Vừa gặp anh, ông ấy đã kích động hỏi, tiên sinh thành công chứ ạ? Ngô Bình lấy bí thai đan của lò thứ nhất ra rồi nói, tôi luyện thành một lò, là đan dược cấp 7 trung phẩm. Phùng Tuấn Bảo mừng rỡ, quá tốt rồi. Thật ra đừng nói là trung phẩm, dù là hạ phẩm hay thậm chí thấp hơn một cấp nữa thì Phùng Tuấn Bảo vẫn chấp nhận được. Dẫu sao đây cũng là đan dược cấp 7. Ngô Bình đưa chiếc bình có 3 viên đan dược cho Phùng Tuấn Bảo rồi nói, tôi cho ông 3 viên đúng như đã hứa. Phùng Tuấn Bảo nhận lấy rồi nói, cảm ơn tiên sinh. Ngô Bình, buổi bán đấu giá tiến hành đến đâu rồi? Phùng Tuấn Bảo, tôi đã chuẩn bị xong, chiều nay sẽ tiến hành. Tiên sinh cũng đến chứ ạ? Lần này sẽ do 4 nhà chúng tôi cùng tổ chức nên có nhiều đồ hay lắm. Ngô Bình, thế à? Có những thứ gì? Phùng Tuấn Bảo, có một ít dược liệu cùng mấy bình đan dược đựng đan dược chưa rõ tên của vũ trụ chính. Nhưng một khi mở các bình đan dược ấy ra thì phải uống đan dược ở bên trong ngay, không thì sẽ mất dược lực. Ngô Bình nổi hứng, thế tôi phải đến xem mới được. Phùng Tuấn Bảo đi rồi, Ngô Bình đến đan đường ở đây trước. Đan đường của Thành Đại Vũ không phải của nhà họ Diệp, mà thuộc một thế gia luyện đan khác. Thầy luyện đan của thế gia này giỏi hơn thầy luyện đan của nhà họ Diệp, là một thầy luyện đan cấp 5. Ngô Bình vẫn mua 3 viên đan dược mang về nghiên cứu, sau đó đến hiệu thuốc mua ít dược liệu. Khi anh về đến nhà thì buổi đấu giá cũng sắp diễn ra, vì thế anh cùng Phùng Tuấn Bảo đã đến đó. Buổi đấu giá diễn ra ở một tòa nhà cao 7 tầng, diện tích mỗi tầng đều đủ chứa cả nghìn người. Lúc này, buổi đấu giá được tổ chức từ tầng 1 lên tầng 3. Người đến tham gia đã đông nghịt. Đương nhiên, ngoài hoạt động đấu giá ở các tầng bên dưới ra, thì tầng 4 đến tầng 7 cũng bán nhiều đồ vật, từ bí phù, pháp khí, cho đến đan dược, dược liệu và cả công pháp. Phùng Tuấn Bảo là một trong những người tổ chức nên ông ấy được ngồi ở vị trí trong phòng bao trên tầng 3, có thể quan sát hết toàn cảnh buổi đấu giá ở bên dưới. Không gian trong phòng này rất rộng, có 2 cô gái đẹp phục vụ trà nước cho họ. Sau đó, người dẫn chương trình đã lên sân khấu khuấy động không khí, sau bài diễn thuyết mở màn, anh ta nói, sau đây, chúng ta sẽ đến với vật phẩm đấu giá đầu tiên, đó là một thanh đoản kiếm đến từ vũ trụ chính. Có người bế một cái khay có vải đỏ che bên trên tới, sau đó để lên bàn. Người dẫn chương trình vén cái khăn ra, để lộ 1/3 của thanh trường kiếm, lưỡi kiếm lóe sáng, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Trông thấy nó, Ngô Bình lắc đầu. Không có cảm xúc gì. Phùng Tuấn Bảo, tiên sinh có thích thanh kiếm này không? Nếu thích thì tôi sẽ mua. Trước đó, Ngô Bình đã có một con dao găm của vũ trụ chính rồi, chất lượng của nó hơn thanh đoản kiếm này nhiều nên na nói,
thanh kiếm này chỉ là một thứ bình thường ở vũ trụ chính, đương nhiên nếu có người dùng nó để giết người thì uy lực cũng khá mạnh, nhưng chưa đủ tầm với tôi. Phùng Tuấn bảo, nghe nói tu sĩ của vũ trụ chính cũng chém giết nhau trong đó để tranh giành tài nguyên, cho nên nếu may mắn thì có thể thấy hài cốt của tu sĩ vũ trụ chính. Hầu hết các vật phẩm của vũ trụ chính được bán đấu giá ở đây đều lấy trên thi thể của tu sĩ vũ trụ chính mà ra. Ngô Bình, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đến đó thử một lần. Phùng Tuấn bảo, tiên sinh, tốt nhất là không nên ạ, vì nơi đó nguy hiểm lắm. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì vật đầu tiên đã tìm thấy chủ nhân. Món thứ hai đã được bày lên bàn, đó là một lá bùa bị dính bẩn, nhưng vẫn tỏa ra năng lượng phi phàm. Trông thấy lá bùa bẩn ấy, Ngô Bình như có điều suy nghĩ, vì anh cảm nhận được mấy loại bí lực cấp thần trong người mình đang cựa quậy, hình như nó đang có cảm giác với lá bùa này. Đây là bùa của ma thiên cảnh của vũ trụ chính, tuy nó đã bị bẩn nhưng vẫn rất phi phàm, nếu gặp được chủ nhân thích hợp, nó sẽ phát huy được uy lực tiềm tàng. Giá khởi điểm là 2 triệu tiền linh, mỗi lần tăng giá ít nhất là 100.000 tiền linh. Lập tức có người trả giá ngay. Đã thế giá còn tăng lên liên tục, vèo cái đã tới 3 triệu tiền linh. Lúc này, Ngô Bình giơ tay lên rồi trả 3 triệu mốt. Phùng Tuấn bảo có kinh nghiệm hơn nên đã đấu giá thay anh, sau vài lần tăng giá, cuối cùng họ đã mua được lá bùa ấy với giá 3 triệu 9. Ngay sau đó, đã có người mang lá bùa tới phòng bao. Ngô Bình quan sát kỹ thì thấy vệt đen bên trên lá bùa không phải vết bẩn, mà là bùa này đang bị ăn mòn sau khi tới thế giới này. Một phần sức mạnh của nó đã mất, từ đó khiến nó mất đi uy năng vốn có. Phùng Tuấn bảo, tiên sinh, không biết lá bùa này có gì hay. Ngô Bình, tôi chưa rõ, nói rồi, anh ấn tay lên lá bùa, bí lực cấp thần trong cơ thể anh bắt đầu tiến vào trong lá bùa. Nó lập tức phát sáng, vệt màu đen trên lá bùa bắt đầu thay đổi và bộ ra hình dáng ban đầu. Một lát sau, lá bùa hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình, sau đó phát ra 9 tầng sáng. Thấy thế, Phùng Tuấn bảo hô lên, thần kỳ quá. Chắc chắn phải cỡ cường giả thần thông của vũ trụ chính mới có thể làm ra lá bùa này. Ngô Bình đã kết nối được với lá bùa, sức mạnh của nó đã truyền vào người anh và tạo ra một lực cảm ứng thần kỳ. Anh nói đúng ra thì nó là tiên phù do cao thủ tầng thứ 5 cảnh giới thần thông chế tạo, nó có tên là cửu cung khốn tiên phù. Phùng Tuấn bảo che miệng rồi nói nhỏ, tầng thứ 5 thần thông ạ. Anh ra hiệu cho Phùng Tuấn bảo đấu giá, sau vài lần tranh giành, cuối cùng họ đã mua được với giá 1 triệu mốt. Khi cây linh dược được đưa đến trước mặt Ngô Bình, anh tập trung nhìn thứ như lớp mạng nhện ở bên ngoài. Đúng lúc này, bên dưới đã bắt đầu đấu giá đan dược bí lực đan của anh. Cái gì, đan dược cực phẩm ư? Người dẫn chương trình, thưa các vị khách quý, tiếp theo đây là một viên đan dược cấp 4 cực phẩm có tên là bí lực đan. Đan dược này chứa 3 loại bí lực cao cấp, uống nó vào rồi thì không chỉ cảm nhận được 3 loại bí lực ấy, mà còn có thể dễ dàng cảm nhận được bí chú cao cấp trong tương lai, tạo nền móng cho bí cảnh. Mọi người ở bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, nhiều người sáng mắt với vẻ mong chờ. Đây chính là đan dược cực phẩm, bằng giá nào mình cũng phải mua được. 3 loại bí lực cao cấp, trong thiên hạ có một loại thôi đã khó rồi, mà đan dược này có những 3 loại. Đúng là thần kỳ, mình nhất định phải giành về tay. Cấp bậc của đan dược này không cao, nhưng giá trị thì khỏi phải bàn. Muốn có thành tựu ở bí cảnh thì chắc chắn phải uống đan dược cỡ này mới được. Người dẫn chương trình thấy mọi người hào hứng thì cười nói, viên bí lực đan này có giá khởi điểm là 2 triệu tiền linh, mỗi lần tăng giá ít nhất 200.000. 2 triệu, 2 triệu mốt, giá cứ thế tăng lên, loáng cái đã tới 3 triệu. Sau đó là 4, 5 triệu. Sau giá 5 triệu, không còn nhiều người tham gia nữa, mà chỉ còn lại 3 người. 5 triệu 2, 5 triệu rưỡi, tôi trả 6 triệu. Cuối cùng viên đan dược đã được bán với giá 6 triệu 6. Ngô Bình không ngờ một viên đan dược của mình có thể bán ra với giá hơn 6 triệu. Anh cảm thán, xem ra giá trị của đan dược cao cấp rất thu hút mọi người. Phùng Tuấn bảo không hề thấy ngạc nhiên, tiên sinh. Thứ này quá quý, hết rồi thì khó mà có tiếp. Cả đời những người ở đây chắc chỉ có cơ hội mua một lần thôi, vì thế họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để mua cho bằng được. Thấy mọi người đã đủ hào hứng, người dẫn chương trình cười nói,
giá khởi điểm của hai viên đan dược này là 6 triệu tiền linh, mỗi lần tăng giá 500.000. Làn sóng tranh đấu bắt đầu, giá nhanh chóng được đẩy lên 10 triệu. Nhưng đây đã là một con số quá cao nên không còn có nhiều người cạnh tranh nữa, chỉ còn lại hơn chục người thôi. 11 triệu. 11 triệu 500. Tôi trả 12 triệu. Thấy giá đã tăng gấp đôi, nhưng vẫn chưa dừng lại, Phùng Tuấn Bảo cười nói, tiên sinh, giá cuối cùng chắc phải 15 triệu mất. Ngô Bình, thành này nhiều người giàu thật. Phùng Tuấn Bảo, chưa chắc đâu, chẳng qua gặp đồ tốt nên dù có phải táng ra bại sản thì họ cũng phải mua bằng được. Vì nếu bồi dưỡng được một cao thủ bí cảnh thì gia tộc đó sẽ có chỗ đứng ngay. Gần như Phùng Tuấn Bảo dự liệu, cuối cùng hai viên đan dược đã được bán với giá 16 triệu rưỡi. Ngay sau đó lại đến một bình đan dược đang tỏa ra khí tức mãnh liệt, giá khởi điểm là 8 triệu tiền linh. Phùng Tuấn Bảo, tiên sinh, đây chính là đan dược chưa rõ tên, không ai biết bên trong có đan dược gì, nhưng mở ra rồi thì phải uống ngay. Ngô Bình, thế có khác gì cá cược đâu. Phùng Tuấn Bảo, đúng thế, nếu may thì được tiên đan tuyệt thế, xui thì khéo là thuốc độc. Hơn nữa, không ai biết đan dược này phù hợp với ai nên rất khó dùng. Ngô Bình thi triển khả năng nhìn xuyên thấu, sau khi tiến vào bí cảnh, anh đã khôi phục được khả năng này. Anh vừa nhìn đã thấy trong bình có hai luồng khí tức xoay tròn rồi hình thành một dáng vẻ giống hình âm dương, xung quanh có 24 phù văn. Ngô Bình lập tức đoán ra hiệu quả và cách của đan dược bên trong. Đấu giá đi, anh nói. Phùng Tuấn Bảo, vâng. Tuy vật này có giá cao, nhưng lại rất ít người tham gia đấu giá, Phùng Tuấn Bảo nhanh chóng mua được với giá 9 triệu rưỡi. Sau đó đến 4 cây dược liệu của vũ trụ chính, Ngô Bình đã mua hết và tốn thêm 10 triệu nữa. Anh đã tiêu hết tiền bán đan dược, đã thế còn thấm cả vào tiền trong người. Không còn bị che phủ nữa. Cây dược liệu đã hiện ra nguyên vẹn trước mặt anh, năm trái kết trên cây tỏa ra nương thơm ngào ngạt. Không biết là dược liệu gì, anh bấm một ít lá rồi bỏ vào miệng để cảm nhận dược lực. Sau đó, đã có 5 luồng sức mạnh tiến vào cơ thể Ngô Bình. Nếu không nhờ có thể chất mạnh mẽ, chắc anh đã bị nổ banh xác rồi. Ngô Bình, dược lực mạnh quá. Sau đó, anh nhắm mắt lại cảm nhận 5 dược tính ấy. Nửa tiếng sau, anh mở mắt ra thì đầy ngạc nhiên nói, quả này chưa sức mạnh ngũ hành của vũ trụ chính, khi đến tầng thứ 9 của bí cảnh sẽ phải tu luyện ngũ hành, đến lúc đó nó sẽ có giúp ích rất lớn cho mình. Anh cất dược liệu đi rồi lại lấy các dược liệu khác ra nghiên cứu tiếp, để xem có luyện đan được không. Loáng cái, anh đã dùng dược liệu vừa đấu giá được nghiên cứu ra 3 phương thức luyện đan. Nhưng cả 3 phương thức đều cần thêm các dược liệu khác nên tạm thời anh chưa luyện chế được. Cuối cùng, anh chuyển sang nghiên cứu bình đan dược của vũ trụ chính. Nhờ đôi mắt nhìn xuyên thấu mà anh thấy được đan dược bên trong có 2 luồng khí âm dương, anh đoán nó có thể giúp tu sĩ cảm nhận trật tự âm dương. Tầng thứ 9 bí cảnh có tên là cảnh giới ngũ hành, tầng thứ 10 là cảnh giới âm dương. Chắc viên đan dược này có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ trật tự âm dương. Giờ tu vi của anh còn xa mới tới được tầng thứ 8, thứ 9 nên giờ anh cần luyện đan và kiếm tiền để chuẩn bị cho tương lai. Tu luyện bí cảnh càng về sau càng cần nhiều tài nguyên, giờ anh đang nghèo nên cần tích lũy. Sau đó, Ngô Bình nghiên cứu 2 loại đan dược mua ở đan đường, gồm 1 viên kim long ngọc trụ đan cấp 5 và 1 viên chú phả đan cấp 6. Long kim ngọc trụ đan là một loại đan dược luyện thể, tu sĩ bí cảnh khi luyện tu bí pháp, có thể sẽ chịu pháp lực rất lớn, việc này yêu cầu có thể chất cực cao, mà viên đan dược này có thể giải quyết những vấn đề ấy. Chú pháp đan còn quý giá hơn kim long ngọc trụ đan và độ khó khi luyện chế nó cũng gấp nhiều lần. Đan dược này có thể tăng tỷ lệ thành công khi lĩnh ngộ bí pháp của các tu sĩ. Lúc trước anh đã mua đủ dược liệu, hiện giờ có thể bắt đầu luyện đan. Sau một lần thử luyện kim long ngọc trụ đan, kết quả luyện đan ngày càng tốt. Đến lần luyện thứ 2, anh đã luyện chế ra 4 viên đan dược thượng phẩm cấp 5. Đến lần thứ 3, anh luyện được 5 viên đan cực phẩm. Lần luyện thứ 4, anh luyện chế ra 5 viên đan tuyệt phẩm. Bí thiên cảnh dựa vào nền tảng là chân phù, mượn sức mạnh của trời đất, có thể bố trí pháp trận, tạo ra trận văn. Bất luận là bí pháp cảnh hay là chân phù cảnh mặc dù đều mạnh, nhưng chỉ có thể sử dụng sức mạnh tự thân. Nhưng bí thiên cảnh thì khác, cảnh giới này có thể mượn lực của trời đất. Tuy nhiên,
Việc tu luyện bí thiên cảnh hết sức khó khăn bởi vì việc điều khiển sức mạnh của trời và đất không chỉ cần một chân phù mạnh mẽ, mà còn phải có một tư chất phi thường. Ngô Bình đã tu luyện với một nền tảng vững chắc và hiểu biết sâu sắc, đó là lý do tại sao anh dám đột phá bí thiên cảnh nhanh như vậy. Lúc này, anh hai tay cầm lấy tiên phù đến từ vũ trụ từ chính sau đó dồn pháp lực vào trong, thông qua sức mạnh của tiên phù để giao tiếp với trời và đất. Tiên phù này đến từ vũ trụ chính, pháp lực mà nó đang ẩn chứa bên trong thực sự vượt xa cả trật tự của đại ngũ hành giới, vì vậy khi Ngô Bình sử dụng tiên phù này để liên lạc với trời và đất, quá trình trở nên vô cùng thuận lợi. Lúc này, thứ đầu tiên mà Ngô Bình liên kết được là sức mạnh của sấm sét trong thế giới này. Chỉ trong một suy nghĩ của anh, tiếng sấm vang lên từ 9 tầng trời, sức mạnh của sấm sét hội tụ lại và tạo thành một đám mây sấm sét bao trùm khoảng sân nơi anh ở cùng với những tiếng sấm đùng đoàng. Với sự trợ giúp của sức mạnh sấm sét, Ngô Bình có thể dễ dàng tạo ra một lôi trận mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Thời gian còn lại, anh dùng để làm quen với sấm sét và tu luyện lôi pháp. Tu sĩ bí thiên cảnh có thể dựa trên cơ sở bí pháp để tu luyện pháp thuật của đại ngũ hành giới. Ngô Bình đã rất quen thuộc với lôi pháp ngay từ khi còn ở các thế giới trước. Mặc dù thế giới là khác nhau, nhưng các nguyên lý của lôi pháp đều giống nhau, vì vậy anh nhanh chóng lĩnh hội được một số loại lôi pháp. Chẳng mấy chốc trời đã sáng, Phùng Tuấn Bảo lại đến và đưa phiếu tiền thu được từ cuộc đấu giá 8 viên đan cho Ngô Bình. Nét mặt Phùng Tuấn Bảo hôm nay có vẻ lo lắng, đột nhiên hỏi, tiên sinh, nhà họ Diệp hiện đã bị Thiên Tương Tông thôn tính. Hiện tại Thiên Tương Tông đã hoàn toàn kiểm soát Diệp Thành. Nhà họ Diệp rất hợp tác, nhưng đổi lại, nhà họ Diệp đã yêu cầu Thiên Tương Tông giết tiên sinh để báo thù cho gia chủ của bọn họ. Thiên Tương Tông cũng vì tham lam số tiền cùng lò luyện đan mà tiên sinh lấy đi, cho nên đã phái cao thủ tới chỗ tiên sinh. Ngô Bình, người của Thiên Tương Tông đã tới rồi sao? Phùng Tuấn Bảo, chúng đã đến thành Đại Vũ. Trong số những kẻ tới đây, có những cao thủ bí cảnh tầng 8 và tầng 9, trong tay còn có sát phù, pháp khí rất lợi hại. Có vẻ như Thiên Tương Tông đã quyết tâm phải tiêu diệt tiên sinh. Ngô Bình, bọn họ biết tôi ở đây sao? Phùng Tuấn Bảo, họ vẫn đang điều tra, nhưng có lẽ sẽ sớm biết tung tích của tiên sinh. Ngô Bình hỏi, ông Phùng, ông nói xem, nếu như tôi diệt sạch đám người này thì Thiên Tương Tông có tiếp tục phái người đến không? Phùng Tuấn Bảo có chút lo lắng, tiên sinh. Hay là trước mắt cứ lánh tạm, rời khỏi thành Đại Vũ trước. Ngô Bình bình thản nói, tôi vừa mới lĩnh ngộ lôi pháp, vừa hay đang muốn thử uy lực của nó, ông cứ đi thông báo đi. Phùng Tuấn Bảo không dám nói gì thêm, lập tức đi đến chỗ người của Thiên Tương Tông để chuyển lời khiêu chiến của Ngô Bình. Thiên Tương Tông lần này đưa tới rất nhiều cao thủ, bao gồm cả nhóm người đã đuổi giết Ngô Bình. Nghe nói Ngô Bình lại chủ động hẹn trước, đám người này không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn ta cho rằng có chút thực lực là có thể địch lại tất cả cao thủ của Thiên Tương Tông chúng ta sao? Thật sự là quá mức tự phụ. Sức mạnh của một người làm sao có thể so sánh với sức mạnh của cả tông môn? Chúng ta có thể dễ dàng giết hắn bằng sát phù hoặc pháp khí. Hừ, vậy cũng tốt, đỡ phiền phức cho chúng ta. Chúng ta chuẩn bị đi, chiều nay tiêu diệt hắn cho xong rồi quay về báo cáo công việc. Một giờ sau, Ngô Bình xuất hiện trên ngọn núi hoang ở phía đông thành. Ngọn núi hoang này không cao và được cỏ dại bao phủ. Anh vừa tới thì một đám cao thủ Thiên Tương Tông cũng tới, tổng cộng hơn 30 người. Mấy kẻ cầm đầu đều là cao thủ bí cảnh tầng 8, tầng 9. Thủ lĩnh là một ông già, ông ta là cao thủ bí cảnh tầng thứ 9. Bí cảnh tầng thứ 9, còn gọi là cảnh giới ngũ hành. Tu sĩ ít nhất phải lĩnh ngộ 5 loại trật tự mới có tư cách đột phá lên cảnh giới này. Thế giới này là đại ngũ hành giới, lĩnh ngộ được ngũ hành thì chẳng khác nào nắm được mạch sống của thế giới này. Ông già cảnh giới ngũ hành thản nhiên nói, nhãi danh, cậu quả thực dám tới đây, gan to lắm. Ngô Bình, gan các người cũng không nhỏ, lại có chí khí đi đâm đầu vào chỗ chết. Ông già cười lạnh một tiếng, ý cậu là trong chúng tôi không có ai là đối thủ của cậu. Ngô Bình, cho dù các người có đưa số người gấp 10 lần thế này đến thì trong mắt tôi, các người cũng chỉ là gà với chó mà thôi. Nói xong, anh chỉ tay phải lên trời, lớn tiếng nói, sấm sét nổi lên. Bùm! Trên bầu trời, mây gió đổi màu, chẳng mấy chốc xuất hiện một đám mây rông lớn, bên trong có chớp nhoáng, sấm sét ầm ầm.
áp lực đáng sợ khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lôi thuật mạnh quá, ông già ngạc nhiên, nhưng vẫn vô dụng thôi, trước mặt lão đây thì cậu vẫn quá yếu. Ông ta tay phải lấy ra một tấm bùa này do lão tổ luyện hóa, có thể phóng thích ra thần thông. Ngô Bình đi đến chỗ ông già và đá ông ta một cái khiến ông ta từ từ tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, với vẻ mặt sợ hãi, ông ta hét lên, đừng giết tôi. Ngô Bình, nghe nói Thiên Tương Tông các người có một vị lão tổ. Ông già gật đầu, đúng vậy, lão tổ của chúng tôi là cao thủ thần thông. Ngô Bình, trở về nói với ông ta đừng tiếp tục dây dưa với tôi, nếu không tôi sẽ diệt Thiên Tương Tông, lấy mạng ông ta. Nói xong, anh lấy đi những pháp khí, bảo bối, bùa chú. Từ những người này, sau đó xoay người rời đi. Khi về đến nhà, Phùng Tuấn Bảo đã chờ anh ở đó. Thấy anh, ông ấy vội vàng hỏi, tiên sinh đã gặp họ chưa? Ngô Bình, tôi đã để lại một người còn sống và nhờ ông ta chuyển một thông điệp đến lão tổ Thiên Tương Tông. Phùng Tuấn Bảo sửng sốt và nói, tôi sợ lão tổ Thiên Tương Tông sẽ không bỏ qua. Ngô Bình, không sao, cho tôi thêm chút thời gian, lão tổ này đối với tôi mà nói cũng không có gì đáng sợ. Phùng Tuấn Bảo lập tức mỉm cười và nói, tôi tin điều này. Tiên sinh có thể luyện chế những loại đan dược phi phàm như vậy thì tiền đồ vô lượng là đương nhiên, lão tổ Thiên Tương Tông không thể so sánh được. Ngô Bình, hai ngày nay ông nên nhanh chóng bán hết đan dược, ba ngày nữa tôi phải tiếp tục lên đường. Phùng Tuấn Bảo nói, được, hai ngày này tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ. Hai ngày kế tiếp Ngô Bình không luyện đan nữa mà tập trung tu luyện và ổn định lôi pháp. Trong hai ngày này, anh bán đi một phần số đan dược còn lại do mình luyện chế, số tiền thu được là hơn 100 triệu tiền linh. Vào ngày thứ ba, Phùng Tuấn Bảo mang tới một ít dược liệu cho Ngô Bình và nói, thưa tiên sinh, đây là dược liệu cần thiết cho một loại đan dược cấp 7 khác. Tôi khá may mắn nên cuối cùng đã thu thập đủ dược liệu trước khi tiên sinh rời đi. Ngô Bình nhìn những dược liệu này, chỉ ít có thể luyện được 4 lò đan, anh cười nói, được. Vậy trước tiên tôi sẽ luyện chế loại đan dược này. Loại đan dược 7 cấp này tên là Hóa Anh Đan, là đan dược uống khi bí thai biến thành bí anh, giúp tăng tỷ lệ thành công và sức mạnh của bí anh. Sau một hồi chuẩn bị, anh bắt đầu luyện chế Hóa Anh Đan. Lò đan thứ nhất, anh vô tình làm hỏng, luyện chế thành một viên đan phế phẩm, nhưng anh cũng biết vấn đề nằm ở đâu sau khi thất bại. Ngô Bình không biết nhiều về khu rừng kỳ lạ này nên đã dẫn đoàn hộ tống đi vào thành phố và tìm một khách điếm để ở. Sau đó, anh bảo Tiêu Sư Già ra ngoài để nghe ngóng về rừng trăng đỏ. Tiêu Sư Già sáng đi chiều mới về, xem ra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngô Tiêu Đầu, tôi nghe họ nói rằng những người tiến vào rừng trăng đỏ đa phần sẽ bỏ mạng, nhưng những người sống sót trở ra thì thường có thu hoạch lớn. Ngô Bình, vậy người đi vào khu rừng này là những ai? Tiêu Sư Già, phần lớn bọn họ đều là người cùng đường, hoặc là tu luyện gặp phải bế tắc muốn đột phá. Dù sao, thập tử nhất sinh như vậy nên đương nhiên không có ai dễ dàng mạo hiểm. Ngô Bình, nếu đã đến đây rồi mà không đến đó một chuyến thì tôi không cam lòng. Tiêu Sư Già cười nói, tôi cảm thấy nếu như Ngô Tiêu Đầu đi, nhất định sẽ bình an vô sự trở về. Thực lực của cậu đã vượt xa tu sĩ bình thường trong bí cảnh, mấu chốt nhất là tôi cảm thấy khí vận của cậu rất tốt. Ngô Bình nghỉ ngơi cả buổi chiều, khi màn đêm buông xuống, trong rừng mọc lên một vầng trăng đỏ. Hóa ra chỉ khi trăng đỏ mọc lên, cả hiện thực và hư ảo bên trong khu rừng mới được mở ra. Còn nếu bước vào rừng ban ngày thì đây chỉ là một khu rừng âm u bình thường. Trăng tròn treo tít trên cao, sau khi Ngô Bình bố trí cấm chế. Anh đi một mình đến bìa rừng. Lúc này anh phát hiện bên ngoài rừng cây, cách quãng sẽ có một hai người xuất hiện. Giống như Ngô Bình, bọn họ đều là người muốn tiến vào rừng trăng đỏ. Ngay khi Ngô Bình chuẩn bị tiến vào trong rừng, có ba người đi ngang qua. Người đi đầu trong số đó cười hỏi, người anh em, anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Ngô Bình thừa hiểu việc kết giao bừa bãi trong hoàn cảnh này còn nguy hiểm hơn nên lập tức nói, tôi không có hứng thú. Người đàn ông nói, tại một số nơi nguy hiểm trong khu rừng, thường chỉ có một người bị giết. Nếu chúng ta đi cùng nhau, tỷ lệ tử vong có thể giảm đi rất nhiều. Ngô Bình không đáp, bước một bước biến mất vào rừng cây. Mấy người kia nhíu mày, người đàn ông ban nãy nói,
không biết tốt xấu, hừ, chờ chết đi. Sau khi đi vào rừng trăng đỏ, Ngô Bình thấy không gian trước mắt vặn vẹo. Anh hít sâu một hơi rồi sải bước đi vào. Sau khi xuyên qua một vùng không gian vặn vẹo, anh đột nhiên cảm giác được một sức mạnh kỳ dị đang đè lên mình, suýt chút nữa ấn anh ngồi bệt xuống mặt đất. Cách đó không xa, mấy người khác cũng tiến vào không gian này. Bọn họ còn thảm hơn, có người nằm dạp xuống đất tại chỗ, có người trợn mắt sùi bọt mép, xem chừng không giữ được mạng. Ngô Bình hít một hơi thật sâu, bí lực lưu chuyển trong cơ thể anh, đồng thời kích thích sức mạnh của tiên phù. Dần dần, cơ thể anh thích nghi với môi trường mới, thể lực cũng hồi phục được 70% đến 80% so với bên ngoài. Bên ngoài rõ ràng là ban đêm, nhưng sau khi đến đây, trời đã chuyển sang ban ngày. Phía trước không còn là rừng cây mà là một công trình đổ nát, phế tích không biết từ thời đại nào để lại. Phế tích bị cỏ dại và cây cối bao phủ, liếc mắt nhìn không thấy được điểm kết thúc, diện tích tương đối lớn. Lúc này, những người còn lại vẫn đang cố gắng thích nghi với môi trường mới, nhưng Ngô Bình thì đã sải bước vào trong. Đi được một quãng, anh tiến vào một tòa phế tích to lớn. Nơi này hẳn từng là hoàng cung hoặc hoa viên của một nhà giàu có. Trong đó có rất nhiều nhà cửa, nhưng phần lớn đều đã bị hư hại và sụp đổ. Ngô Bình đi đến một cung điện chưa sụp đổ, tìm một tảng đá và ngồi xuống. Anh nhìn cung điện và tự nói, cung điện này có chất lượng không tệ. Đúng lúc này, anh nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói, không ngờ nơi này còn có một tên nô tài. Ngô Bình ngẩng đầu. Nhìn thấy một nam một nữ đứng trên cột đá lớn đang nhìn về phía mình. Người đang nói chuyện chính là người đàn ông. Anh ta mặc trang phục hiện đại tương tự như thời đại trái đất, một bộ Âu phục màu đen, đi một đôi giày thể thao. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác da màu xanh xám, dáng người chuẩn và ngoại hình chín điểm. Cô ta cười nói, nơi này rất nguy hiểm, tìm mấy tên nô tài đi thăm dò con đường phía trước đã. Người đàn ông nói, xung quanh nơi này chắc là vẫn còn. Sư muội, muội ở chỗ này chờ ta đi một lát rồi về. Người đàn ông bay lên không trung và rời đi nhanh chóng. Người phụ nữ từ từ đáp xuống và đứng trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình nhận thấy rằng hình ảnh của người phụ nữ này rất sống động khiến anh không thể rời mắt khỏi, như thể cô ta là tâm điểm của thế giới. Anh hiểu rõ đó là bởi vì người phụ nữ này đến từ vũ trụ chính. Cô ta là hiện thực, cho nên sẽ đặc biệt khác biệt với các hư ảnh xung quanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 153.